Xin kính chào các bạn vị, ở đây mình đang có Xiaomi Redmi 3 và Redmi Note 3. Thực ra thì mình có tìm kiếm mượn Redmi Note 2 mà chưa được. Nhưng mà về cơ bản thì Redmi Note 2 cũng có cấu hình chung Redmi Note 3. Đó là chúng ta có vi xử lý Helio X10, mọi người sẽ có 2GB, đây là bản 2GB, nó có 3GB cơ. Và đây là cái chip Snapdragon 616, chúng ta sẽ có 2GB. Và rất nhiều bạn hỏi mình đó là nếu mà mua cái con Redmi 3 này có mức giá tương đồng với Redmi Note 2 và kém hơn Redmi Note 3 một chút thì nên chọn máy nào, đặc biệt là về hiệu năng. Snapdragon 616 là một vi xử lý khá mới, gần đây nhất thì mình mới được trải nghiệm con Oppo là có cái con chip này, và không biết là hiệu năng nếu so với Helio X10 như thế nào. Và cảm ơn cửa hàng Viettablet đã cho mượn sản phẩm để thực hiện bài so sánh này. Anh em quan tâm về giá bán có thể truy cập website Viettablet để xem được chi tiết hơn về giá bán cũng như khuyến mại sử dụng Redmi Note 3 cũng như là Redmi 3 này. Và như vậy là cái chiếc Redmi 3 của mình đã khởi động lên thành công. Thì trên chiếc Redmi 3 này mình cũng không tìm thấy chế độ tối hóa hiệu suất của nó đâu, performance ấy thì không nhìn thấy. Và thực ra chúng ta cũng không quan tâm vì chúng ta không bật cái đấy lên, nó sẽ khá là tốn pin. Vì vậy nên mọi người sẽ hoạt động ở mức bình thường là cái mà các bạn cho rằng là chỉ cần như thế là đủ cho máy có thể hoạt động mượt mà rồi. Và đây là cái chiếc Redmi Note 3 của mình. Đó, và chúng ta tăng độ sáng lên tí dễ nhìn. Hai máy hiện tại của mình là không có game ứng dụng chạy nền, mình đã giải phóng hết rồi. RAM của nó trống là 1/2GB. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm hiệu năng thực tế của hai chiếc máy, xem Snapdragon 616 có nhanh hơn hay không. Về camera thì cũng tương đồng với nhau thôi. Và mọi người sẽ đi đến tiếp là phần album ảnh nào. Và cũng như vậy, các bạn thấy là những cái nhẹ nhàng này thì không chênh lệch rõ rệt. Và mình sẽ bắt đầu với tựa game Asphalt Nitro. Mình chọn Asphalt Nitro, Asphalt 8 nó khi load map nó phải đó đồ nó thêm. Vì thế mình cứ ghép em mình sẽ chọn Asphalt Nitro để chúng ta có thể thử nghiệm một cách tốt hơn. Như vậy là về phần đầu là hai máy load tương đồng với nhau. Và chúng ta để xem là load map thì cái nào sẽ nhanh hơn. Theo một thông tin ngoài lề cho biết thì sắp tới Xiaomi sẽ còn ra mắt thêm một số sản phẩm mới năm 2016, trong đó có chiếc Xiaomi Mi 5 là một trong những sản phẩm rất là mong đợi, có thiết kế khá giống Samsung với phím hộp bằng mặt trước vì chúng ta không thấy phím hộp bằng mặt sau. Như vậy là Helio X10 quá nhanh, nó đã load xong, trong khi đó con chip này bây giờ mới được 87%. Như vậy các bạn thấy là ở một cái tựa game nặng hơn đã thể hiện được cái sự chênh lệch khi mà chúng ta load map game. Mọi người sẽ đến với tựa game Tempran 2. Thật ra thì ngay khi chưa test mình đã nghiêng về kết quả là Helio X10. Chip 616 này về cơ bản là một bản nâng cấp nhẹ của 615, nâng thêm dung nhịp đôi chút, và thực sự rất khó để cạnh tranh với con chip Helio X10. Nếu mà ở phân khúc tầm trung và giá rẻ thì mình vẫn ủng hộ các bạn nên lựa chọn Helio X10, cực kỳ là mạnh. Mặc dù xưa nay GPU của cái vi xử lý MediaTek chưa bao giờ đánh giá cao, nhưng mà kể cả so trong tầm giá thì nó vẫn hơn những phân khúc cao cấp thì nó mới không cạnh tranh được. Đấy, tiếp theo là tựa game Run 2 tiếp tục thể hiện được sức mạnh. Mặc dù các bạn đã biết là cái chiếc Xiaomi Redmi 3 bên tay trái này là chỉ sở hữu màn hình là HD 720p, trong khi đó màn hình này là Full HD, thì riêng con chip đã phải gặp phần GPU đỡ gánh nặng hơn rồi. Ở tựa game nhẹ nhàng này thì cái 616 lại nhanh hơn so với cái vi xử lý Helio X10. Mình sẽ thử tiếp nữa là Fruit Ninja, và cuối cùng sẽ có Angry Birds, và chúng ta sẽ có AnTuTu, và chúng ta sẽ xem nào. Vâng, ở những tựa game nhẹ thì cái sự chênh lệch của hai cái máy là là không có quá rõ đẹp. Tiếp là Con Cu Tức Giận nào. Con Cu Tức Giận này ngày xưa khá hoành tráng nhưng bây giờ hầu như không ai chơi mấy nữa nhỉ. Anh em bây giờ chuyển sang chơi cái thể loại khác này. Hôm sau mình viết cái tựa game này là Con Bướm Tức Giận, sau đó cho anh em thử chơi. Xong rồi. Vậy là Con Cu Giận Dữ đã xong. Ta sẽ đến với AnTuTu tranh thủ sau điểm cho anh em luôn. Hiện nay điểm AnTuTu đã chấm được trên cả hai máy và đều có điểm số khá cao. Trên chiếc Redmi 3 của mình, Redmi Note 3 đang để chỗ độ hiệu suất cân bằng là 35.000 điểm, còn máy này là 46.000, tranh nhau 10.000 trong đó điểm 3D của Snapdragon 616 ở đây là có khoảng 2.000, còn con chip bên này có tận 9.000 điểm cơ, điểm 3D tranh nhau quá nhiều. 615 bình thường trước đây mình đã đánh giá là không cao về GPU rồi, bây giờ thử đa nhiệm bắt đầu từ Asphalt Nitro. Vâng, nhưng mà cái điểm thú vị là do chỉ có màn hình HD 720p không quá nặng nề để giúp cho cái chiếc Redmi 3 có khả năng đa nhiệm cực kỳ tốt và nó không phải reload lại Asphalt Nitro. Đến với tựa game Tempran 2, tiếp tục duy trì được sức mạnh của mình thì cái chiếc Redmi 3 không phải load lại bất kỳ một tựa game và ứng dụng, đúng không? Vâng, chính xác rồi. Fruit Ninja cũng không phải load lại, Angry Birds cũng không phải load lại, chúng ta có AnTuTu Benchmark thì phải load lại. Vâng, như vậy là khả năng đa nhiệm của nó khá tốt. Và để kiểm chứng thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt xem là Developer Option mình đã bật tối hóa RAM cao nhất chưa. Và đây là Redmi Note 3 đang phải reload lại rồi. Và tiếp tục thêm một tựa game nữa, Redmi Note 3 phải reload lại. Và cái tiên sư cái này nó ở đâu? Developer Option, đây, ta sẽ kéo xuống phần cuối cùng. Ta sẽ có tối hóa RAM là ở mức cao. Và như vậy là con Redmi Note 3 đã kém hơn về phần quản lý RAM. Anh em không quan tâm lắm thì sẽ bỏ qua, còn nếu các bạn cần cái khả năng đa nhiệm mượt mà hơn đôi chút thì sẽ lựa chọn. Và đây là phần tối hóa bộ nhớ của đại để mức cao.
Như vậy là kết luận của mình là chúng ta sẽ có người chiến thắng ở hai phần, đó là khả năng load game ứng dụng, đó chính là Redmi Note 3, và khả năng chơi game đồ họa GPU điểm 3D cao hơn. Và về phần quản lý đa nhiệm thì do chỉ có màn hình HD 720p, rõ ràng đấy là một lợi thế cho Redmi 3, giúp cho khả năng đa nhiệm tốt hơn. Ở đây chúng ta không nói là chip nào mạnh hơn hẳn, tại vì thực ra do sự chênh lệch về con này dưới màn hình HD, nhưng dù sao đã thấy là rõ, nếu các bạn có ý định mua quan tâm về hiệu năng thì có lẽ là cái chiếc Redmi 3 không phải là đối tượng phù hợp. Con chip này của nó chủ yếu để tối hóa cho cục pin 4000 mAh sử dụng được lâu hơn. Các bạn cảm thấy thích đừng quên like, share với bạn bè. Cảm ơn cửa hàng Việt Tablet đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Theo anh em lựa chọn Redmi 3 hay Redmi Note 3 hay Redmi Note 2, mời comment chia sẻ bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.